Trải nghiệm kết hôn với Thanh Mai Trúc Mã là như thế nào? Chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ, hồi bé, cậu ấy cứ lẽo đẽo theo sau tôi, nói lớn lên sẽ cưới tôi làm vợ. Ngày tốt nghiệp cấp 3, tôi vừa khóc vừa ôm cậu ấy, nói muốn làm bạn tốt cả đời. Nhưng sau khi lên đại học, dần dần chúng tôi không còn liên lạc nhiều nữa. Thời gian có thể làm phai nhạt tất cả, kể cả tình bạn và tình yêu chớm nở. Cho đến năm 25 tuổi, bị bố mẹ rủ cưới, dưới sự vun vén của bố mẹ và bạn bè, chúng tôi mơ hồ bước vào lễ đường hôn nhân nghĩ rằng kết hôn trước yêu sau cũng không phải là không thể, chỉ là ly hôn tự nguyện, tự nguyện, tạm biệt, chúc anh hạnh phúc. Tôi sống lại rồi, tôi nhìn tờ giấy nhớ trên bàn. Hôm nay là ngày 1 tháng 6, còn chưa đầy một tuần nữa là đến kỳ thi đại học. Sau sự phấn khích ban đầu, tôi lại bật khóc nức nở. Trong 10 năm qua, tôi đã làm sai rất nhiều điều. Ví dụ như khi bố mẹ cãi nhau, em gái tôi ra ngoài trời mưa bị xe đâm, để lại di chứng. Ví dụ như không được gặp ông nội lần cuối trước khi ông qua đời ví dụ như chọn sai ngành học trở thành một kỹ sư xây dựng khổ sở ví dụ như nhất thời bốc đồng kết hôn vội vàng với tô mộng khê ở đối diện sống một cuộc đời không hạnh phúc anh bị làm sao vậy la hét cái gì lâm mặc mở cửa phòng tôi cau mày nói nhìn lâm mặc em gái tôi khi đó còn học cao trung và chưa bị tàn tật ở chân tôi vừa lau nước mắt vừa lao về phía em ấy kết quả bị lâm mặc quật ngã xuống giường anh biến thái à lén xem phim đen hả nhìn lâm mặc đang phùng má tôi nhớ ra trước khi bị thương ở chân em ấy đã học tây côn nhiều năm không có gì học hành áp lực quá đầu óc không bình thường tôi cười nói lâm mặc khinh bỉ liếc nhìn tôi rồi khoanh tay nói tôi diệp gọi chúng ta đi ăn cơm đi thôi tôi nhíu mày vừa xuyên không chưa được 10 phút đã phải gặp tô mộng khê rồi hay là chúng ta đừng đi nữa tôi nhìn lâm mặc nói với vẻ không tự tin anh bị làm sao vậy đầu óc có vấn đề à lâm mặc nói với vẻ mất kiên nhẫn có phải cãi nhau với mộng khê không 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 tôi vội vàng lắc đầu cãi nhau gì chứ tôi vừa mới ly hôn với tô mộng khê mà nhưng nghĩ lại tôi cũng thở phào nhẹ nhõm trong ký ức thời cấp 3, vì là bạn cùng lớp nên quan hệ của hai người cũng khá tốt cũng chính vì vậy mà sau này khi kết hôn nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp lúc đó hai người đã đồng ý bố tôi làm nhà thầu một tuần mới về nhà một lần mẹ tôi cũng làm việc theo ca ở nhà máy thường xuyên không có ở nhà cuối cùng mặc dù không ly hôn nhưng hai người gần như sống ly thân nghĩ vậy tôi bước ra khỏi phòng gõ cửa nhà bên cạnh Nhìn thấy tô mẹ, hay nói đúng hơn là mẹ vợ cũ, ra mở cửa, tôi có chút trột dạ. Tiểu Bạch, Tiểu Mặc, vào đây, vào đây, tô mẹ vừa nói vừa đi vào bếp, tối nay ăn sườn. Lâm Mặc thì rất tự nhiên nằm dài trên ghế sofa ở phòng khách, tuyệt quá, con thích ăn sườn nhất. Nhìn dáng vẻ của Lâm Mặc, tôi cũng không thấy lạ. Nhà họ Lâm và nhà họ Tô có thể coi là hàng xóm thân thiết. Điều này phải kể từ thời ông nội tôi, họ đều là công nhân cũ của nhà máy, sống cùng một khu nhà. Bố tôi và bố Tô Mộng Khê lớn lên cùng nhau, bố tôi và mẹ tô mộng khê cũng là bạn tốt hai gia đình cùng sinh con trong một năm đó là tôi và tô mộng khê lúc này tô mẹ thò đầu ra từ trong bếp cười nói với tôi mộng khê đang ở trong phòng ngủ con gọi nó ra ăn cơm đi nghe vậy tôi nhìn về phía phòng ngủ của tô mộng khê gật đầu nhưng bước chân lại trần trừ không muốn di chuyển cho đến khi chạm phải ánh mắt nghi hoặc của lâm mặc tôi mới miễn cưỡng gõ cửa phòng tô mộng khê vào đi nghe thấy giọng nói từ bên trong tôi hít sâu một hơi đẩy cửa bước vào cái đó ra ăn cơm thôi, tôi nói lý nhí, trong lòng không ngừng tự nhủ, bây giờ là quá khứ, không phải tương lai, người phụ nữ trước mặt không phải vợ cũ của tôi. Ừm, Tô Mộng Khê chỉ đáp lại bằng một tiếng mũi. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, di chuyển đến bên cạnh Tô Mộng Khê. Ánh nắng lúc 5 giờ chiều vẫn còn rực rỡ, cô gái ngồi đối diện cửa sổ càng thêm rạng rỡ, tóc đuôi ngựa đơn giản, mặc áo thun rộng thùng thình, gương mặt không trang điểm toát lên vẻ quyến rũ của tuổi trẻ. Nhìn vào đôi mắt của cô ấy, tôi chợt sững người. Nói sao nhỉ, có chút xa lạ vốn dĩ đã thiếu tự tin lúc này nhìn thấy vẻ lạnh nhạt của tô mộng khê tôi lập tức chuồn ra khỏi phòng ngủ và khi nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ đóng lại tô mộng khê mới buông cây bút bi nước trong tay nhanh chóng lấy chiếc gương nhỏ trong ngăn kéo ra nhìn gương mặt mịn màng tươi tắn đầy sức sống của mình trong gương tô mộng khê hít sâu một hơi đầu óc lại nhớ lại mọi chuyện trước đây ly hôn với lâm bạch bị xe đâm khi đang ăn kem kết quả mở mắt ra lại đang làm bài tập nhìn chiếc giường quen thuộc của mình Tô Mộng Khê không chút do dự lao đến, ôm lấy con gấu Kumamon yêu thích của mình. Cả người Tô Mộng Khê vẫn còn run rẩy, cô ấy đã trọng sinh, có nghĩa là tương lai của cô ấy có vô số khả năng. Anh chàng đó tuy người rất tốt, dù đã ly hôn cũng không quên đến thăm mình, nói không cảm động là tự lừa dối bản thân. Nhưng dù là hôn nhân hay tai nạn xe cộ, quỹ đạo của cuộc đời này cũng phải khác đi. Kiếp này, Tô Mộng Khê phải sống một cách khác. Còn Lâm Bạch, anh chàng đó vốn dĩ cũng không thích mình, hy vọng kiếp này anh ấy sẽ gặp được một người thật lòng yêu thương mình. Chỉ là nghĩ đến hình ảnh Lâm Bạch 28 tuổi lao về phía mình, Tô Mộng Khê lại cảm thấy có chút thất vọng, giá mà tên đó cũng được trùng sinh thì tốt rồi, tại sao lại phải lao đến chứ, thật là đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc. Tuy nhiên, sau khi đã thu xếp lại cảm xúc phức tạp của mình, cô vẫn phải đối mặt với cuộc sống mới mẻ sắp tới và cả một Lâm Bạch hoàn toàn mới. Tô Mộng Khê nghĩ vậy rồi đẩy cửa phòng ra, mỉm cười lao vào vòng tay Lâm Mặc. Lâm Bạch là một tên đáng ghét, nhưng may mắn là Lâm Mặc vẫn rất tốt. Trên bàn ăn tôi gặm sườn mà cảm thấy như ngồi trên đống lửa lâm mặc thì bĩu môi nhìn tô mộng khê tô mộng khê ngay từ lúc đầu đã không ngừng trêu chọc lâm mặc khiến khuôn mặt cô bé đỏ bừng còn tôi dù cảm nhận được sự lạnh nhạt của tô mộng khê nhưng cũng không quá để tâm dù sao tôi cũng đã xuyên không rồi có chút hiệu ứng cánh bướm cũng là chuyện bình thường làm phiền con rồi tiểu bạch mẹ tô vẫy tay đóng cửa phòng lại chỉ để tôi và tô mộng khê đứng ở cầu thang mặt đối mặt hôm nay là ngày 2 tháng 6, tuy kỳ thi đại học sắp đến nhưng vẫn phải đi học. Những ngày bình thường, nếu mẹ Tô không kịp đưa Tô Mộng Khê đi học, thì tôi sẽ dùng chiếc xe điện nhỏ của mình chở cô ấy. Trước đây, tôi rất thích làm việc này, cái đầu óc si tình của tôi cũng sẽ có chút rung động trước Tô Mộng Khê. Nhưng lúc này, tôi thề rằng tôi chỉ muốn tránh xa người phụ nữ này. Hai người im lặng một cách khác thường đi xuống hầm để xe. Tôi lên xe điện, Tô Mộng Khê do dự một chút rồi cũng leo lên. Khi xe chạy ra khỏi hầm, ánh nắng mặt trời lúc 6 giờ sáng đã khá gay gắt tôi cảm nhận được tô mộng khê phía sau không nói lời nào vẫn không nhịn được lên tiếng sao cậu không nói gì vậy trong ấn tượng của tôi tô mộng khê trước đây nói rất nhiều thậm chí đến mức tôi cảm thấy hơi phiền tô mộng khê nhẹ nhàng cười nói chỉ là sắp thi đại học rồi mình hơi áp lực không muốn nói chuyện ừm ừm tôi gật đầu mình cũng vậy chúng ta phải ôn tập cho tốt biết đâu thì đại học có thể được thêm vài điểm tô mộng khê cảm nhận làn gió mát thổi qua mặt nhìn lâm bạch đang lái xe phía trước cũng rất đồng tình với lời nói của cậu Hai người lần lượt bước vào lớp 314, theo lệ thường lại nhận được một loạt lời bàn tán, nhưng khác với vẻ mặt đỏ ửng trước đây, hôm nay cả tôi và Tô Mộng Khê đều ngẩng cao đầu ngồi vào chỗ của mình. Chưa đến giờ tự học buổi sáng đã lấy sách giáo khoa ra, dù sao cũng đã 10 năm rồi, không biết còn nhớ kiến thức hay không. May mắn thay, ông trời đã suy xét rất chu đáo, kiến thức cấp 3 trong đầu tôi gần như được kích hoạt hoàn toàn ngay khi cầm sách giáo khoa. Năm 2018, tôi và Tô Mộng Khê vẫn thi theo hệ cũ, lớp của chúng tôi là lớp chọn có 50 nam và 8 nữ đang học thuộc lòng bài văn mẫu tiếng Anh, tôi bỗng cảm thấy cánh tay bị ai đó chọc chọc. Tôi quay sang nhìn người bạn cùng bàn Chu Đạt. "Này này này, sáng nay cậu ăn cái gì mà hôm nay hăng hái thế?" Chu Đạt nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Tôi cười nói, "Học thuộc lòng bài văn mẫu đi, mình cảm thấy sẽ dùng được. Nếu hỏi trùng sinh có lợi thế gì, tôi đã phát hiện ra rồi. Đó là mặc dù tôi không nhớ rõ các câu hỏi lớn trong kỳ thi đại học, nhưng tôi vẫn còn ấn tượng mơ hồ về bài luận tiếng Anh và bài luận tiếng Trung." Vì vậy, bây giờ, tôi đương nhiên phải tranh thủ giờ tự học tiếng Anh để học thuộc lòng. Hơn nữa, bây giờ tôi đã nói cho Chu Đạt, người anh em tốt thời cấp 3 của tôi, về mẹo này. Tuy nhiên, rõ ràng Chu Đạt không hiểu lời tôi nói, đã nhắm mắt lại phía sau sách tiếng Anh. Cả ngày hôm đó, tôi đều tập trung nghe giảng và ôn tập, được thầy cô khen ngợi. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy khác lạ là hôm nay Tô Mộng Khê không tìm tôi. Chu Đạt còn hỏi hai người có cãi nhau không. Dù sao tôi và Tô Mộng Khê là thanh mai trúc mã, chuyện này cả lớp đều biết tuy nhiên sau khi tan học buổi tối tô mộng khê vẫn đi theo sau tôi đến bãi đậu xe của trường thực ra tôi rất muốn hỏi tô mộng khê tại sao lại lạnh nhạt với mình như vậy nhưng vẫn không dám nói đây có lẽ là do hiệu ứng cánh bướm gây ra bởi sự trùng sinh nếu bây giờ tôi hỏi tô mộng khê tại sao lại không để ý đến mình rất có thể sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt tô mộng khê có thể sẽ đoán rằng tôi thích cô ấy vậy thì tiêu đời rồi bây giờ tôi phải loại bỏ tất cả những mầm mống tình yêu giữa tôi và tô mộng khê đừng nói đến việc nó có thể nảy mầm hay không ngay cả việc gieo hạt cũng không được. Mối quan hệ giữa tôi và Tô Mộng Khê cứ tiếp tục như vậy cho đến ngày mùng 4, mùng 5 và mùng 6 là những ngày dọn dẹp lớp học và xem phòng thi. Ngày mùng 4 thực chất là ngày rời trường, bài hát được phát trên loa phát thanh của trường là tuổi trẻ ai chẳng lạc lối của ban nhạc ban nhạc chị em tốt. Tuy nhiên, tôi lại rất lạc lối, nhìn những người xung quanh, trên mặt không ít người đều hiện lên vẻ u sầu. Ngay cả Chu Đạt, người nói nhiều, cũng nhìn tôi với vẻ mặt buồn bã. "Anh bạn, tốt nghiệp rồi." Đối mặt với cái ôm của Chu Đạt, tôi cười nói ừ tốt nghiệp rồi dọn dẹp bàn học trống trơn thực ra cũng không có gì cần mang về nhà tô mộng khê nhìn tôi với vẻ mặt thoải mái liền cười nói sao mình thấy cậu chẳng buồn chút nào vậy làm gì có mình buồn lắm chứ tôi cười nói không hề che giấu niềm vui của mình mình không buồn đâu nghĩ đến việc thi đại học xong là có thể học đại học đón chào cuộc sống mới mình cảm thấy như mình sắp đạt đến đỉnh cao của cuộc đời vậy tôi nhìn tô mộng khê kiếp trước cô bé đã khóc đến sướt mướt còn hỏi tôi liệu có thể làm bạn tốt với cô ấy cả đời không? Lúc đó, tôi cũng nhất thời buồn bã, hai người thậm chí còn vượt qua ranh giới tình bạn, ôm nhau một lúc dưới gốc cây ở cổng trường. Thực ra, ngay cả kiếp trước, tôi cũng không để gia đình phải lo lắng về việc học hành. Cuối cùng, tôi đã đỗ đại học với điểm sát điểm chuẩn. Chỉ là nghe lời bố, tôi đã chọn ngành kỹ thuật xây dựng, một ngành học đầy khó khăn, trở thành một chú chó xây dựng. Sau đó, tôi đã dành rất nhiều thời gian để học và thi lấy chứng chỉ, mới được chuyển từ công trường lên làm việc văn phòng tôi cầm quyển sách văn mẫu tiếng anh ra ban công chuẩn bị học thuộc lòng thì nhìn thấy tô mộng khê ở ban công bên cạnh cũng đang cúi đầu đọc sách hai người bốn mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt về quyển sách tiếng anh của mình nhìn tô mộng khê tôi rời khỏi ban công không thể học cùng người phụ nữ này được nếu bị bố mẹ nhìn thấy thì khó giải thích lắm giữ khoảng cách là thượng sách nhìn lâm bạch rời đi tô mộng khê cũng không ngạc nhiên cô đã chắc chắn rằng lâm bạch không thích mình sờ lên mặt mình tô mộng khê nhớ lại kiếp trước khi học đại học cô đã được tỏ tình vài lần, vì vậy cô khá tự tin về sức hút của mình. Chỉ là kiếp trước, cô có chút chưa chuẩn bị nên đã từ chối những chàng trai đẹp trai đó. Lần này, Tô Mộng Khê quyết tâm nắm bắt cơ hội. Lúc này, tôi đang nằm trên giường học thuộc lòng bài khóa, nhưng học được một lúc thì cảm thấy đầu óc ngày càng nặng chĩu, liền vui đầu vào gối ngủ thiếp đi. Tôi mơ một giấc mơ, một giấc mơ mà tôi và Tô Mộng Khê quấn quýt lấy nhau. Vậy là người trong giấc mơ ngớ ngẩn vừa rồi của tôi lại là vợ cũ của tôi sao? Tỉnh dậy, Tôi vội vã chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh. Thật đáng sợ, không sao, không sao, tôi chỉ có thể tự an ủi mình. Đây cũng không phải là hành vi đáng xấu hổ gì. Lâm Mặc đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, nhìn tôi với vẻ khinh bỉ. "Anh làm sao thế?" tôi hỏi. "Em vừa mở cửa vào đã nghe thấy anh lẩm bẩm gì đó." Lâm Mặc nhíu mày nói. "Không phải chứ chị hai, chị tự ý xông vào phòng em, còn thái độ với em như vậy à?" tôi bực bội nói. Lâm Mặc bỗng nhiên nói nhỏ: anh không phải là thèm muốn chị mộng khê đấy chứ nghe vậy tôi lập tức vỗ đầu chỉ vào lâm mặc nghiêm túc nói anh không thích tô mộng khê hiểu chưa không hiểu lâm mặc cười danh mãnh hai người sau này mà không kết hôn thì trời đất khó dung nhìn lâm mặc với vẻ mặt kỳ quái tôi nhớ lại rất nhiều chuyện khi tôi và tô mộng khê kết hôn kẻ chủ mưu lớn nhất chính là lâm mặc tiếc là con bé cũng đã lớn rồi nếu không tôi nhất định phải đạnh cho một trận cho hà giận tô mộng khê đang làm bài tập ánh mắt nhìn về phía mặt trăng bên ngoài cửa sổ ngày mai là kỳ thi đại học rồi mặc dù đã trải qua một lần nhưng cô vẫn có chút căng thẳng cô cầm điện thoại lên mặc dù không có bất kỳ tình cảm nào với tôi nhưng dù sao cũng là thanh mai trúc mã tô mộng khê vẫn gửi một tin nhắn tiểu lâm tử ngày mai thì tốt nhé đang xem kỳ yếu tôi cầm điện thoại lên nhìn thấy tin nhắn của tô mộng khê mấy ngày nay ở nhà tôi cũng đã thoải mái hơn một chút tôi chỉ không muốn kết hôn với tô mộng khê chứ không có nghĩa là hai người thực sự là kẻ thù dù sao cũng là thanh mai trúc mã Biểu hiện quá mức cũng không phải là điều tốt, hơn nữa, người không hạnh phúc khi kết hôn với tôi là Tô Mộng Khê của kiếp trước, chứ không liên quan gì đến Tô Mộng Khê 18 tuổi bây giờ. Cậu cũng thi tốt nhé, thi xong cùng đi ăn kem nha. Nhìn những đám mây đen cuồn cuộn, tâm trạng tôi lại vô cùng thoải mái. Kỳ thi đại học mà tôi đã chuẩn bị bao nhiêu năm nay đã kết thúc khi tôi rời khỏi phòng thi, và đúng như trong ký ức, thậm chí cả thời tiết cũng vậy. Lên xe, mưa bắt đầu rơi, giống như kiếp trước, tôi không dừng lại để mặc áo mưa mà cứ thế chạy thẳng về nhà nhưng khi lên cầu thang, tôi lại gặp Tô Mộng Khê. Nhìn tôi ướt sũng, Tô Mộng Khê cười nói, cậu không mặc áo mưa à? Tôi lắc đầu, không xa lắm, về nhà tắm là được rồi. Ừm, Tô Mộng Khê đột nhiên hỏi, tí nữa cùng đi liên hoan lớp không? Tôi gật đầu, tất nhiên rồi, đi taxi nhé. Được, tí nữa cậu ra gọi mình, Tô Mộng Khê cười nói. Hôm nay là ngày mùng 8, buổi tối lớp tổ chức liên hoan, coi như là kỷ niệm 3 năm học cấp 3. Về đến nhà, tôi tắm nước nóng, Lâm Mặc đang làm bài tập trong phòng. Mãi đến khi tôi thay quần áo xong, bước vào phòng của cô bé, Lâm Mặc mới mỉm cười ngẩng đầu lên hỏi, thi thế nào? Vững chắc điểm trên chuẩn rồi. Tôi tự tin nói, Lâm Mặc lại cau mày, ê, cậu làm vậy tôi áp lực làm đấy. Tôi cười, tiến đến bàn của Lâm Mặc, tờ bài kiểm tra toán 96 điểm có phần hơi chướng mắt, điểm tối đa là 150. Tôi vỗ đầu Lâm Mặc, nói, không sao, cùng lắm thì sau này tôi giàu có, tôi nuôi cậu là được. Được á, được á, Lâm Mặc cười toe toét nói lúc đó tôi với chị mộng khê ngủ chung, cậu ngủ sofa. vừa dứt lời, bàn tay vốn nhẹ nhàng của tôi liền vỗ vào đầu lâm mặc. đừng nói bậy, cậu không biết tôi với tô mộng khê trong sạch hơn cả tờ giấy nháp sao? tôi bực bội nhìn lâm mặc, cô nàng chỉ thở dài. hai người cũng lạ thật, hồi nhỏ ngủ chung rồi mà cả ba năm cấp ba không yêu đương gì cả. cậu tưởng ai cũng như cậu, chỉ biết yêu đương thôi à? tôi vừa nói vừa rút ra một cuốn sách chính xác trong đống sách giáo khoa của lâm mặc. lâm mặc, cậu lại đọc tiểu thuyết ngôn tình học đường hà? lâm mặc lập tức giật lại cuốn tạp chí biến đi biến đi tối nay cậu không đi liên hoan sao nói rồi lâm mặc nhìn tôi uống nhiều rượu vào tìm cơ hội tỏ tình đi nhỏ mà lau cá tôi không để ý đến lâm mặc nữa bước ra khỏi phòng nhìn mình trong gương tôi tự hỏi mình cũng coi như đẹp trai người người thời đại học tham gia buổi giao lưu của khoa không ít lần được các cô gái khoa khác xin wechat chỉ tiếc là lúc đó tôi khá nhút nhát không giỏi ăn nói kể cả khi chủ động tiếp cận con gái cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu vì ít nói chuyện. Đến khi tôi thực sự muốn thoát kiếp FA thì lại bị Tô Mộng Khê trói buộc. Sau khi kết hôn, mặc dù tôi không hạnh phúc nhưng cũng không đến mức làm chuyện lăng nhăng, dù sao Tô Mộng Khê cũng rất xinh đẹp. Nghĩ đến đây, tôi liền lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ tạp nham đó ra khỏi đầu. Thầy ca đã ngừng cắn câu, tôi bước ra ngoài, nói chuyện vu vơ với Tô Mộng Khê rồi lên chiếc taxi vừa gọi. Hai người nhìn nhà hàng trước mặt, mỗi người đều mang tâm sự riêng. Ôi, đôi trẻ đến rồi, vừa bước vào sảnh, một cậu thiếu niên hơi mập mạp cười hì hì đi về phía hai người. tôi liền trợn mắt nhìn cậu ta, tô mộng khê cũng bực bội chừng mắt nhìn cậu thiếu niên. nếu nói lâm mặc là nguyên nhân khiến hai người kết hôn, thì tên mờ vương dương trước mặt chính là kẻ cầm đầu sông phà. vương dương cũng là bạn cùng lớp của hai người, hơn nữa còn là bạn học tiểu học, đương nhiên cũng là người quen cũ, có thể coi là người chứng kiến tôi và tô mộng khê lớn lên từ nhỏ. tô mộng khê nhìn vương dương, đừng nói bậy, tôi thì trực tiếp ôm lấy cái cổ ngắn mập của vương dương, siết chặt không được nói bệnh. Vương Dương lập tức cầu xin, được rồi, được rồi, biết rồi, hai vị trai xinh gái đẹp, đi thôi, đi thôi, ăn cơm thôi. Được thả ra, Vương Dương nhìn Tô Mộng Khê và tôi, thở dài, phải nói là tôi thật không ngờ hai người lại chẳng có ý gì với nhau cả. Nếu tôi có một cô bạn thanh mai trúc mã, hì hì. Nhìn Vương Dương với vẻ mặt háo sắc, Tô Mộng Khê liền vặn tay cậu ta. Kiếp trước, trong đám cưới, tên mập này còn là người dẫn chương trình. Sai rồi, sai rồi, Vương Dương vội vàng cầu xin, xoa xoa tay, rồi cậu ta nghiêm túc nói, hai người chắc chắn không yêu nhau chứ. Cậu nói nhảm gì vậy, tôi bất lực nói. Vương Dương chỉ lắc đầu, không có gì, đi thôi. Ba người đẩy cửa phòng bao, mỗi người đều bị kéo đến chỗ ngồi. Tôi bị Chu Đạt kéo đi, Tô Mộng Khê ngồi ở chỗ dành cho các bạn nữ, Vương Dương thì ngồi cạnh một bạn nữ, cười nịnh nọt. Vậy chúng ta bắt đầu thôi, lúc này, cô gái bên cạnh Vương Dương đứng dậy, cười nói với mọi người, Chí Tình Thiên là lớp trưởng của lớp chúng tôi cũng là nữ thần trong lòng Vương Dương, nhưng tôi nhìn Vương Dương, lại nhìn Chí Tình Thiên, trong lòng lại cảm thấy kỳ lạ. Tuy nhiên, Chu Đạt nhanh chóng kéo tôi uống rượu. Mọi người quen biết nhau 3 năm rồi, đều rất thân thiết. Lúc này, hơi men bốc lên, không ít người vừa nói vừa khóc. Chu Đạt lúc này cũng mặt đỏ bừng, khi thì than thở về quá khứ, khi thì tràn đầy hoài bão về tương lai. Tôi vỗ vai cậu ta, yên tâm đi, chúng ta đều có tương lai tươi sáng. Ừ, Chu Đạt nâng ly rượu, giàu sang đừng quên nhau. Tôi gật đầu cụng ly với cậu ta trong ký ức sau khi tốt nghiệp đại học chu đạt đến miền tây dạy học 2 năm sau đó trở về làm việc tại trường cấp 3 tốt nhất địa phương quả thực có thể coi là tương lai tươi sáng chỉ là chu đạt người hiện tại trông có vẻ ngang ngược sau này lên đại học sẽ không còn liên lạc nữa đồng thời tôi cũng chú ý đến trí tình thiên cô gái đeo kính đen trông có vẻ hơi ngốc nghếch này lúc này đang uống bia ửng ực vương dương ngồi bên cạnh vừa tiếp rượu vừa buồn bã nhìn đĩa thức ăn xoay tròn rượu qua ba tuần món ăn qua năm vị đã có người bắt đầu ra ngoài đi dạo. Số người trong phòng bao ngày càng ít, trong số ít người còn lại, tôi và Tô Mộng Khê nhìn nhau qua bàn ăn rộng lớn. Hình như nghĩ đến điều gì đó, Tô Mộng Khê đứng dậy rời khỏi phòng bao. Chắc là ra ngoài hóng gió, còn tôi lại nhận được một tin nhắn, lớp trưởng 314, hóng gió nhé. Kèm theo đó là một bức ảnh chụp sân thượng. Nhìn bức ảnh và người gửi tin nhắn, tôi hoàn toàn tin chắc mình đã được trọng sinh. Làm gì có ai mơ thấy những thứ hoàn toàn giống nhau như vậy chứ? Kiếp trước, tôi cũng nhận được tin nhắn như thế này lần đầu tiên được tỏ tình trên sân thượng, chỉ là những gì cần trải qua vẫn phải trải qua. Nói với Chu Đạt là ra ngoài một lát, tôi lại đi thang máy của nhà hàng, men theo lối thoát hiểm. Cánh cửa sắt trên tầng thượng đã được mở ra. Cô lớp trưởng đeo kính, ngay thường trong lớp hiền lành chất phác, lúc này đang dựa vào lan can sân thượng. Gió chiều hè nhẹ nhàng thổi bay mái tóc dài của cô. Có lẽ vì uống rượu nên mặt cô đỏ bừng. Nhìn tôi đang từ từ tiến lại, Chí Tình Thiên mỉm cười vẫy tay. Trăng đêm nay đẹp thật, Chí Tình Thiên mỉm cười nói, tôi thầm lắc đầu. Kiếp trước, tôi đã không hiểu ý nghĩa của câu nói này, mãi cho đến khi học đại học, xem xong bộ phim Suki Gakirei, tôi mới hiểu được hàm ý trong đó. Ừ, chăng hôm nay thật to, tôi muốn làm một kẻ ngốc không hiểu phong tình. Quả nhiên, trí tình thiên nghiêng đầu nhìn tôi, dường như đang do dự điều gì đó. Sau một hồi im lặng, cô lấy hết can đảm hỏi, Lâm Bạch, cậu và Mộng Khê là người yêu sao? Tôi lắc đầu, tất nhiên là không, tôi và Tô Mộng Khê là bạn thân mà. Tôi nói xong liền quay người nhìn về phía cánh cổng sắt phía sau. Kiếp trước, Do một sự tình cờ, Tô Mộng Khê đã đứng ở phía sau cánh cổng sắt vào lúc này, nghe được toàn bộ cuộc đối thoại sắp diễn ra, nhưng bây giờ, cô ấy dường như không có ở đó. Cùng lúc đó, Trì Thanh Thiên đã nắm lấy cánh tay tôi. Dưới ánh trăng sáng tỏ, tôi nhìn thấy khuôn mặt cô gái, đôi má ửng đỏ, khóe mắt cũng hơi đỏ hoe, mặc dù không nói lời nào, nhưng dường như sắp khóc. Tôi mỉm cười vỗ vai Trì Thanh Thiên, "Lớp trưởng, cậu muốn nói gì thì cứ nói đi." Trì Thanh Thiên gật đầu mạnh mẽ, "Tớ, tớ thích cậu." Giọng nói của cô gái nhỏ dần trong gió, nhưng vẫn nghe rõ ràng. Trước khi tôi kịp nói gì, Trì Thanh Thiên đã ôm chầm lấy tôi. Tôi lập tức trợn tròn mắt, kiếp trước hình như cô ấy không dũng cảm thổ lộ như vậy. Kiếp trước, ngay sau khi Trì Thanh Thiên nói xong, Tô Mộng Khê đứng phía sau đã không nhịn được kêu lên một tiếng kinh ngạc, khiến Trì Thanh Thiên đỏ mặt bỏ chạy. Nhìn Trì Thanh Thiên đang ôm mình, dù rất muốn dịu dàng ôm lại cô ấy, nhưng tôi không phải là kiểu người ai cũng thích. Xin lỗi lớp trưởng, cậu là một người rất tốt nhưng tớ nghĩ tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng. Tôi buông thõng tay xuống một cách tự nhiên, giọng nói vẫn dịu dàng. Dĩ nhiên, Trí Thanh Thiên nghe thấy như thế nào thì tôi không biết. Đối với cô gái mà tôi cũng đã quen biết 3 năm này, tôi chưa từng rung động. Thậm chí, vì chưa từng trải qua cảm giác yêu đơn phương, nên đến giờ tôi vẫn không thể thực sự hiểu được nỗi buồn của Trí Thanh Thiên. Tuy nhiên, Trí Thanh Thiên vẫn ôm chặt lấy tôi, vùi mặt vào ngực tôi, bắt đầu nức nở. Tôi quay đầu lại thì thấy Vương Dương đang đứng sau cánh cổng sắt mô típ ngôn tình cầu huyết đó là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi đau khổ khi cô gái mà mình thích lại thích bạn thân của mình còn lao vào vòng tay của người đó có lẽ còn khó chịu hơn cả việc bị dệt chớt nhưng tôi biết vương dương ngay từ đầu đã biết trì thanh thiên thích tôi bởi vì vương dương thích trì thanh thiên vì vậy những chi tiết nhỏ mà trì thanh thiên có thể che giấu được người khác nhưng lại không thể giấu được cậu ấy được rồi lớp trưởng chúng ta nên xuống thôi tôi lại nói trì thanh thiên dần buông tay khi trì thanh thiên định nhìn về phía cầu thang Vương Dương đã lặng lẽ đi xuống. Nhìn thấy nước mắt lưng tròng trong mắt Trì Thanh Thiên, tôi lấy một gói khăn giấy từ trong túi ra, mỉm cười đưa cho cô ấy, đi thôi. Dạo bước trên con đường dợp bóng cây gần nhà hàng, Tô Mộng Khê thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên tầng thượng khách sạn. Nhớ lại 10 năm trước, cô nhất thời nổi hứng muốn lên sân thượng hóng gió, kết quả lại chứng kiến cảnh Trì Thanh Thiên tỏ tình với Lâm Bạch. Vì sự xuất hiện của cô mà Trì Thanh Thiên hiểu lầm, cuối cùng không thành. Mặc dù trong lòng vẫn còn chút oán trách Lâm Bạch, nhưng Tô Mộng Khê cũng hiểu rõ, Cô không thích Lâm Bạch của kiếp trước, chứ không liên quan gì đến Lâm Bạch 18 tuổi hiện tại. Cô thậm chí còn hy vọng cậu ấy sẽ chấp nhận lời tỏ tình, khi đó hai người coi như đường ai nấy đi, tránh một bi kịch sau này. Chỉ là nhớ đến Lâm Bạch đã lao đến trước khi chiếc xe tải lao tới, Tô Mộng Khê có chút ái náy. Lâm Bạch đó thật sự là một người tốt bụng, đáng tiếc giữa hai người lại không có tia lửa tình yêu. Ừm, đợi chị kiếp này giàu có rồi sẽ giúp đỡ cậu ta, coi như trả ơn cho tương lai vậy. Tô Mộng Khê gật đầu, khẳng định suy nghĩ của mình nhưng vừa đến cửa, cô lại thấy Hoàng Thụ đang vẫy tay với mình. Tô Mộng Khê vẫn còn nhớ mang máng cậu thiếu niên này là bạn cùng lớp, nhưng không có nhiều giao tiếp. Sao vậy? Cũng ra đây hóng gió à? Tô Mộng Khê mỉm cười nói. Là một người trưởng thành, bây giờ nhìn những học sinh cấp 3 này, cô cảm thấy thật trẻ con. Ừm, Hoàng Thụ gật đầu, giọng nói có chút e rè. Tô Mộng Khê nhìn Hoàng Thụ đang đứng trước mặt mình, vẻ mặt căng thẳng, mặt đỏ bừng. Cô nhận ra cậu ta không phải là một nữ sinh cấp 3 ngây thơ 18 tuổi nhìn lên bầu trời, trăng sáng vàng vặc, trong rừng cây nhỏ này chắc chắn là có chuyện gì đó. Nhìn hoàng thụ đang lúng túng đứng trước mặt, Tô Mộng Khê lại thấy cậu ta thật ngốc nghếch đáng yêu, đúng là học sinh cấp 3 ngây thơ mà, thật thú vị. Tô Mộng Khê nghĩ thầm, nhưng lời nói ra lại cố ý trêu chọc, "Hoàng, hoàng thụ, cậu có chuyện gì sao?" Bảy phần nghi hoặc, ba phần ngọt ngào, Tô Mộng Khê tự tin nắm chắc trái tim đối phương, chỉ là trước đây sao cô không nhận ra cậu nhóc này lại thầm thích mình chứ? Hoàng thụ nhìn Tô Mộng Khê bình tĩnh, càng thêm căng thẳng thực ra cậu đã thích tô mộng khê từ rất lâu rồi nhưng lâm bạch luôn kè kè bên cạnh cô mặc dù cả lớp đều biết hai người không phải là người yêu nhưng ai biết được đó có phải là cái cớ để che mắt thiên hạ hay không vì vậy hoàng thụ quyết định sẽ đứng đợi ở cửa khách sạn nếu gặp được tô mộng khê thì coi như có duyên có thể tỏ tình nếu không gặp thì thôi vậy chỉ là cậu rất may mắn vừa đi đến con đường nhỏ ở cửa thì gặp tô mộng khê đang thong thả đi tới tô mộng khê thực ra tớ muốn nói với cậu tớ rất thích cậu ba năm cấp ba tớ luôn âm thầm quan tâm đến cậu nhưng không dám nói ra cũng sợ làm phiền đến cậu nhưng bây giờ đã tốt nghiệp rồi nếu tớ không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa hoàng thụ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tô mộng khê mặc dù mặt đỏ bừng nhưng cậu không hề né tránh tô mộng khê nhìn cậu thiếu niên trước mặt trong lòng tràn ngập niềm vui thầm kín quả nhiên những cô gái xinh đẹp và thông minh như cô ấy sẽ được người khác thầm mến từ thời cấp ba đáng ghét lâm bạch kia ở bên cạnh cô bao nhiêu năm mà lại không có cảm giác gì mặc dù cô cũng chẳng có cảm giác gì với cậu ta đang nghĩ ngợi tô mộng khê bỗng sững người ánh mắt nhìn xuyên qua hoàng thụ về phía tôi ở đằng xa lúc này cả hai đều ngạc nhiên nhìn nhau không nói gì sau khi xuống khỏi sân thượng tô mộng khê đã xuống quầy lễ tân thanh toán còn tôi thì muốn tìm vương dương để an ủi người anh em tốt của mình nhưng tìm một vòng lại không thấy cậu ấy đâu kết quả vừa đi xuống lầu thì thấy tô mộng khê định bụng hỏi cô ấy vài câu nhưng vừa đi được hai bước thì thấy hoàng thụ chắn trước mặt cô Vậy là, người phụ nữ không có chút lãng mạn nào này vừa được tỏ tình. Tôi đứng ngay người sau lưng hoàng thụ, nghe hết lời tỏ tình của cậu ấy, có chút ngỡ ngàng. Nghĩ lại thì lúc kết hôn, hình như hai người cũng chưa từng nói yêu nhau. Tôi thở dài, lúc đó kết hôn đúng là lú lẫn rồi. Ngoài việc bị cha mẹ, họ hàng và bạn bè xúi dục, cả hai lúc đó đều đã 25 tuổi, đầu óc có chút u mê tình yêu. Bạn bè, đồng nghiệp xung quanh đều có đôi có cặp, cộng thêm cả hai đều có ngoại hình ưa nhìn. Bản thân tôi lại có chút há sắc cộng thêm đầu óc u mê tình yêu, nên nửa đẩy nửa vời đã cùng Tô Mộng Khê đăng ký kết hôn. Suy nghĩ của cô ấy thực ra cũng giống tôi. Chỉ là khi chứng kiến lời tỏ tình của Hoàng Thụ, tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu, khóc lóc vì tình yêu đích thực, tôi là chiến sĩ của tình yêu thuần khiết. Mặc dù nói đúng ra thì chuyện này cũng không tính là bị cắm sừng, nhưng tôi càng nghĩ càng tức. Nhớ lại kiếp trước chính là Tô Mộng Khê đã vô tình phá hỏng lời tỏ tình của Triệu Thiên, mà giờ phút này Tô Mộng Khê cũng thu hồi ánh mắt, nhìn Hoàng Thụ khóe miệng nở nụ cười nhạt. Ha ha, Lâm Bạch, nhìn thấy thanh mai trúc mã của cậu bị người đàn ông khác tỏ tình có phải rất đau lòng không? Trong lòng nghĩ vậy, Tô Mộng Khê cũng thản nhiên mở miệng, hoàng thụ, thực ra thì tôi. Nhưng chưa kịp để Tô Mộng Khê nói xong, đã thấy người đàn ông quen biết 18 năm đột nhiên chạy tới. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hoàng thụ, tôi đã nắm lấy cánh tay cậu ta. Chưa để Tô Mộng Khê kịp phản ứng, tôi đã cười vẫy tay với hoàng thụ. Này, ở đây này, về thôi, nghe nói sắp chụp ảnh rồi hoàng thụ có chút lúng túng nuốt nước bọt nhìn cổ tay tô mộng khê bị tôi nắm chặt ánh mắt thoáng qua vẻ buồn bã nhưng vẫn gượng cười ừ. hôm nay bên ngoài náo nhiệt thật đấy nhìn hoàng thụ đi phía trước tô mộng khê chừng mắt nhìn tôi giật mạnh tay ra cậu làm gì vậy tô mộng khê nhỏ giọng chất vấn tôi không có gì tìm hai người về chụp ảnh thôi tôi lại nói lớn cười nói hai người vừa thì thầm to nhỏ cái gì thế a à, hoàng thụ lập tức quay đầu lại có chút lúng túng nói không có gì không có gì tô mộng khê thì im lặng mặc dù cô ấy rất muốn nói thẳng ra rằng vừa rồi hoàng thụ đang tỏ tình nhưng cô ấy không thích hoàng thụ nên nói ra cũng vô ích tuy nhiên tô mộng khê nhìn tôi bên cạnh khóe miệng nở nụ cười lạnh xem ra những gì tên đó nói sau khi kết hôn rằng hoàn toàn không thích cô ấy cũng là giả quả nhiên thấy mình bị người khác tỏ tình vẫn ghen sao đàn ông đúng là như vậy sinh vật có tính chiếm hữu rất mạnh vậy thì tốt tô mộng khê thầm nghĩ như vậy sau này cô ấy tìm một anh chàng đẹp trai kết hôn cậu ta sẽ đau khổ một thời gian vì tính chiếm hữu vô nghĩa chỉ là trong lòng tôi cũng đang thầm đắc ý cuối cùng tôi cũng trả thù được tô mộng khê cô ta có thể phá đám lời tỏ tình của tôi tôi tự nhiên cũng có thể gỡ lại một ván người phụ nữ này bây giờ chắc chắn vẫn đang ảo tưởng rằng tôi có phải đang ghen thích cô ta hay không đợi lên đại học tôi tìm một cô nàng bạch phú mỹ xinh đẹp người phụ nữ này chắc chắn sẽ phải trốn trong chăn khóc thầm một trận nhớ lại sự lạnh nhạt của tô mộng khê trong thời kỳ xa cách sau hôn nhân tôi cảm thấy uất ức đầy bụng trở lại phòng riêng tâm trạng mọi người đều rất buồn mã tôi liếc nhìn vương dương cậu ấy mỉm cười với tôi dường như không hiểu lầm gì về chuyện này lúc chụp ảnh tô mộng khê nhìn tôi chen đến bên cạnh cười hỏi cậu muốn làm gì đứng sau người lùn mới có thể khoe được khuôn mặt đẹp trai của tôi nói xong tôi đưa tay vỗ vai tô mộng khê tô mộng khê lập tức quay lại véo eo tôi cậu muốn chết à mọi người xung quanh nhìn thấy hai người đùa dỡn liền cười phá lên ba năm cấp ba chuyện này họ đã thấy nhiều rồi chỉ có Triệu Thiên và Hoàng Thụ cúi đầu, đây có lẽ là một buổi tối rất khó chịu đối với họ. Trên đường về, Tô Mộng Khê và tôi cách nhau một khoảng. Lâm Bạch, cậu có ý gì? Không phải tôi sao, cậu làm sao vậy? Tôi nói một cách khó hiểu. Cậu rõ ràng nghe thấy Hoàng Thụ muốn tỏ tình với tôi, tại sao lại xen vào?" Tô Mộng Khê chất vấn. "Sao, cậu thích Hoàng Thụ đó à?" Tôi cười khẩy nói. "Liên quan gì đến cậu?" Tô Mộng Khê lạnh lùng nói. Tôi nhíu mày, "Cậu, cậu cái gì mà cậu?" Tô Mộng Khê lúc này như được gắn súng gắt linh, tiếp tục nói, tôi thích ai thì liên quan gì đến Lâm Bạch cậu, cậu muốn nói gì? Ô ô ô, chẳng lẽ cậu thích tôi à? Tô Mộng Khê cười lạnh nói, dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi. Tôi nhìn ánh mắt của cô ấy, tâm trạng vốn đang dịu lại lúc này cũng bay mất. Trước khi não tôi bị hỏng, cậu nghĩ tôi dựa vào cái gì mà thích cậu chứ? Tôi cười nhạt nói, đúng là có người, từ nhỏ đã không biết xấu hổ bám theo sau tôi, nói muốn làm cô dâu của tôi, cứ bám giết lấy. Mà Tô Mộng Khê lập tức đỏ bừng, cảm thấy huyết áp tăng vọt. Quả nhiên, người đàn ông này từ năm 18 tuổi đã thể hiện sự bạo lực ngôn ngữ cực kỳ tồi tệ. Tưởng rằng vừa nãy tôi còn hơi cảm động vì cậu ta đã lao ra cứu tôi. Quen biết với người như cậu 18 năm, còn bị người ta nói ra nói vào sau lưng nữa chứ, đúng là chuyện xui xẻo nhất của tôi. Tô Mộng Khê nói xong liền quay đầu đi, không nhìn tôi nữa, cứ thế sải bước về phía trước. Đúng vậy, đúng vậy, tôi lờ đờ đi theo sau, nói với giọng điệu nhạt nhẽo, nếu là kiếp trước tôi chắc chắn không thể nào xung đột với Tô Mộng Khê như vậy. Hơn nữa, lúc đó, tuy hai người không có mầm mống tình yêu, nhưng tình bạn vẫn rất bền chặt. Chỉ là kiếp này, tôi sẽ không làm như vậy. Tôi nghĩ cho dù có vứt bỏ tất cả cũng không sao. Đã quyết định bắt đầu một cuộc sống mới, dù thế nào cũng được. Tuy nhiên, theo làn gió nhẹ buổi tối, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng xù xịt của Tô Mộng Khê đi phía trước. Tôi quá hiểu Tô Mộng Khê rồi, cô ấy là một đứa trẻ kỳ quái, dù cãi nhau thắng hay thua đều khóc. Bây giờ chắc chắn tay cô ấy đang nắm chặt, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Tôi nắm chặt gói khăn giấy trong túi, do dự một chút rồi vẫn không tăng tốc bước chân. Tô Mộng Khê cảm thấy tâm trạng hiện tại rối bời như một cái thùng sơn bảy sắc, nước mũi dường như đã chảy ra, nhưng cô không có thói quen mang theo khăn giấy. Trước đây mỗi khi ra ngoài đều là tên đó lo liệu, sự việc tối nay đã vượt xa dự liệu của Tô Mộng Khê. Trong ký ức của cô, dường như ngay cả sau khi kết hôn, hai người cũng chưa từng cãi nhau như vậy. Hơn nữa, lúc đó hai người là vợ chồng sống chung dưới một mái nhà, còn bây giờ chỉ là hàng xóm đối diện. Họ có lý do gì mà cãi nhau dữ dội như vậy chứ? Tuy nhiên, nghĩ đến đây, Tô Mộng Khê cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Lâm Mặc nhìn tôi với vẻ mặt tiêu nghỉu, nhíu mày hỏi, bị từ chối tỏ tình rồi à? Tôi chừng mắt nhìn Lâm Mặc, chuyện của người lớn, trẻ con đừng xen vào, sao chưa ngủ đi? Không phải chứ anh, bây giờ mới 10 giờ, ngủ cái gì? Lâm Mặc bực bội nói, ngày mai em được nghỉ, ngày mai anh còn phải đi học, đừng chơi điện thoại nữa giọng điệu của tôi dịu lại không thể nào chút giận lên người khác vì chuyện cãi nhau với tô mộng khê nhìn lâm mặc tôi chợt hiểu ra kiếp này ngoài việc không kết hôn với tô mộng khê còn có rất nhiều điều đáng để thay đổi nhớ kiếp trước vì bố mẹ cãi nhau lâm mặc chạy ra ngoài trời mưa đã bị xe đâm trái tim tôi đau nhói tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng chân của cô bé đã bị tật vĩnh viễn môn võ tây côn đô mà cô bé yêu thích nhất cũng không thể tiếp tục tập luyện nữa và cũng vì vậy cô bé luôn có chút tự ti bởi vì khi đi bộ do bị tật nên dáng đi có chút khập khiễng. Bây giờ sao anh cứ lải nhải như ông cụ non vậy? Lâm Mặc làm mặt quỷ, đã chui vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Thấy vậy, tôi đành phải đi tắm lại rồi nằm lên giường. Hôm nay là ngày thứ 8 kể từ khi tôi xuyên không trở về, cũng đã chính thức kết thúc cuộc sống cấp 3 của mình. Tiếp theo sẽ là đại học, về điểm này, tôi không muốn giống như kiếp trước, đăng ký vào cùng một trường đại học và chuyên ngành. Ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng hại người không ít, hơn nữa Mặc dù mối quan hệ với các bạn cùng phòng đại học kiếp trước cũng khá tốt, nhưng không đến mức tôi phải làm lại từ đầu vì họ. Anh em, nếu họ biết chắc chắn cũng có thể hiểu được. Cách tôi chưa đầy 10 mét, ngăn cách bởi vài bức tường, trong căn phòng của mình, Tô Mộng Khê cũng nằm úp mặt xuống giường. Kiếp trước học kế toán, ngày nào cũng tính toán cho người ta, mệt chết đi được. Kiếp này cô muốn học kiểm toán, xem sổ sách của nhà người khác. Hơn nữa, vì có kinh nghiệm của kiếp trước, Tô Mộng Khê cũng không lo lắng về vấn đề ngưỡng cửa. Còn về Lâm Bạch Tô Mộng Khê chợt nghĩ, Lâm Bạch chắc vẫn sẽ học xây dựng. Đến lúc đó để tên đó ra công trường phơi nắng đen nhùi, lại còn chẳng tìm được cô gái nào trên công trường. Không giống cô, sau này sẽ ra vào các công ty lớn trong thành phố, chẳng phải là một cô gái thành thị sao? Kể từ tối hôm đó, tôi và Tô Mộng Khê không nói chuyện với nhau nữa. Ngay có kết quả thi, tôi nhìn bố mẹ và Lâm Mặc phía sau, nhìn vẻ mặt căng thẳng của ba người, tôi lại là người thoải mái nhất. "Thôi, đừng nhìn tôi như vậy." Lâm ba cau mày, "Đừng nói nữa, tra điểm nhanh lên." Tôi đành phải nhìn vào điện thoại, nhấn nút tra cứu. Khi phóng to, tôi nhìn thấy điểm của mình: Ngữ văn 108, Toán 134, Tiếng Anh 117, Khoa học xã hội 258, tổng điểm 617. Nhìn điểm số này, tôi ước chừng cũng hài lòng. Kiếp trước là 599, nhờ một tuần nỗ lực đã tăng lên 18 điểm. Tất nhiên, trong đó ít nhất có 15 điểm là do biết trước đề bài luận tiếng Anh và tiếng Trung. Nhìn tôi cười tươi, sắc mặt Lâm Ba và Lâm Mẹ lại thay đổi. Lâm Mẹ còn định nói gì đó tôi đã đưa điện thoại cho bà. Giỏi quá, Lâm mặc nhìn tổng điểm, giơ ngón cái với tôi. Đặc biệt là nhìn điểm toán của tôi, Lâm ba tò mò hỏi, muốn mua gì, bố mua cho con. Con muốn mua một chiếc máy tính sách tay, tôi trầm ngâm nói. Được, mua loại tốt nhất, Lâm ba cười nói, bây giờ bố dẫn con ra cửa hàng máy tính. Tôi vội vàng xua tay, con mua trên mạng thôi. Lâm ba cũng cười nói, được, lát nữa bố chuyển cho con một vạn, đủ không? Ừm, tôi ngạc nhiên nhìn bố, lập tức gật đầu với vẻ mặt tươi cười đủ rồi đủ rồi bố tôi cười rồi nhìn tôi bố cho con thêm hè này con dạy kèm cho lâm mặc nhé dù sao con cũng rảnh rỗi đi làm thêm cũng chẳng kiếm được bao nhiêu không đợi tôi lên tiếng lâm mặc đã làm bộ mặt đau khổ nhìn bố tôi vỗ ngực cam đoan nhất định sẽ dạy kèm cho lâm mặc thật tốt lúc này lâm mẹ nói mẹ sang nhà bên cạnh hỏi xem mộng khê thi thế nào nói rồi nhìn tôi con cũng đi không tôi lập tức xua tay không không cần đâu điểm của Tô Mộng Khê cũng tương đương với tôi. Kiếp trước điểm số cũng khoảng 600 và được đại học top đầu, vẫn có khá nhiều lựa chọn. Về việc chọn thành phố nào thì rất đơn giản, sau khi kết hôn, tôi đã sống ở đó. Mặc dù không hài lòng với cuộc sống hôn nhân, nhưng tôi vẫn rất thích thành phố đó. Nó có thể hơi quê mùa, hơi tầm thường, nhưng tôi vẫn thích nó. Hơn nữa, đại học tổng hợp nổi tiếng là nhiều con gái, tôi đương nhiên có chút mộng tưởng. Về chuyên ngành, tôi cũng đã nghĩ kỹ rồi, đó là định giá xây dựng. Mặc dù vẫn thuộc lĩnh vực xây dựng, nhưng tôi rất rõ ràng sự khác biệt giữa định giá xây dựng và kỹ thuật xây dựng dân dụng còn lớn hơn cả sự khác biệt giữa người và chó. Đang suy nghĩ, Lâm Mẹ đã quay lại, nhìn vẻ mặt rạng rỡ của bà, tôi biết Tô Mộng Khê thi cũng khá tốt. 616, tôi chợt giật mình, người phụ nữ đó vậy mà chỉ kém tôi một điểm. Ở một số khía cạnh kỳ lạ, tôi và Tô Mộng Khê có một số duyên phận khó hiểu. Tuy nhiên, nghĩ lại, Tô Mộng Khê chắc vẫn giống như kiếp trước, chỉ vì thích biển nên mới đến Thiên Tân, vậy thì không cần lo lắng sẽ gặp nhau. Tôi mộng khê nằm úp mặt xuống giường, đang buồn bã vì kém Lâm Bạch một điểm. Cô ấy là một người phụ nữ cầu tiến, tuy nhiên, bây giờ đã có thể chuẩn bị xem nên vào trường nào rồi. Kiếp trước đúng là đầu óc có vấn đề mới đến Thiên Tân, đúng là bệnh nặng. Ai đời lại thích ngày nào cũng hóng gió biển chứ? Hơn nữa, món cô ấy thích ăn nhất khi ăn bánh tráng là que cay. Về việc đi đâu, cô ấy đã nghĩ kỹ rồi, đương nhiên là đến thành phố Lô Châu, thủ phủ tỉnh. Cô ấy tuyệt đối, tuyệt đối không phải vì đã sống 3 năm với Lâm Bạch nên mới thích thành phố đó mà chỉ đơn giản là muốn tìm một trường đại học gần nhà và cũng khá tốt lô châu vừa vặn đáp ứng điều kiện này về phần lâm bạch chắc chắn là vẫn sẽ đến mado dù sao kiếp trước cậu ấy cũng học ở đó khoảng thời gian này tuy tô mộng khê ở nhà nhưng cũng không phải là không làm gì cả cô ấy đã tìm được rất nhiều tài liệu kiểm toán trên mạng và tự học thời gian quý báu kỳ nghỉ hè dài sau khi tốt nghiệp này không thể lãng phí được tô mộng khê còn muốn học tiếng nhật học nhiếp ảnh được trùng sinh một lần nếu không làm phong phú cuộc sống của mình thì thật là quá thất bại đối với kỳ nghỉ hè này mục tiêu của tôi cũng rất đơn giản vừa thực sự tận tâm kèm cặp lâm mặc vừa bắt đầu lên ý tưởng cho tiểu thuyết của mình hoặc có thể nói là tổng hợp lại những tác phẩm xuất sắc trong tương lai ghép chúng lại với nhau sao chép ý tưởng của người khác trong tương lai sao có thể gọi là sao chép được chứ tôi hiểu rằng phải kết hợp khoai tây cà chua thần kê lam ngân quấn quanh và hồng mao đại đế để được gọi là trung nguyên lục đại lâm mặc nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm nghị tâm trạng vô cùng tồi tệ anh trai mình thực sự đang nghiêm túc kèm cặp mình không hề nương tay tuy nhiên lâm mặc cũng rất khâm phục tôi những bài toán khó như vậy mà tôi lại có thể hiểu được rõ ràng toàn là chữ cái tiếng anh nhưng lại có thể vẽ được biểu đồ tọa độ anh mỗi ngày ngoài việc viết tiểu thuyết xem anime chơi game kèm em học thì anh không còn việc gì khác để làm sao lâm mặc tò mò hỏi tôi nhíu mày em nghĩ anh làm xong những việc này rồi thì còn thời gian làm việc khác sao lâm mặc liền cười nịnh nọt nói anh có thể nghỉ ngơi một chút không cần kèm em nữa, đi dạo phố với chị Mộng Khê đi, Lâm Mặc nhìn tôi nói, hình như hai người đã lâu không gặp nhau rồi đấy. Mẹ Tô gọi hai người ăn cơm, bây giờ tôi cũng không sang đó nữa mà chọn ăn mì gói ở nhà. Dù có cãi nhau thì cũng nên làm hòa rồi chứ, Lâm Mặc bĩu môi nói. Không có cãi nhau, tôi nói rồi lại bắt đầu giảng bài toán cho Lâm Mặc. Cả kỳ nghỉ hè trôi qua suôn sẻ, việc đăng ký nguyện vọng và nhận giấy báo nhập học không gặp chút trục trặc nào, thậm chí tôi còn không gặp Tô Mộng Khê. Tôi cảm thấy vận may của mình sắp đến rồi. Bây giờ đã là cuối tháng 8, nhớ lại kỳ nghỉ hè tốt nghiệp năm ngoái, tôi đã phải vất vả làm công việc khuân vác ở cửa hàng trái cây, kiếp này thì thoải mái hơn nhiều rồi. Nhìn Lâm Mặc, tôi nghiêm túc nói, nhớ kỹ, sau này có việc gì thì phải nói với anh ngay lập tức, biết chưa? Còn nữa, anh nhắn tin cho em thì nhớ trả lời. Lâm Mặc không kiên nhẫn nói, biết rồi, biết rồi, anh trai, anh đi học ở ngoài chứ có phải đi tù đâu, nói cứ như là không về nữa ấy. Tôi bĩu môi nói, anh không phải là lo lắng cho em sao? lo lắng cho em cái gì, Lâm mặc cười khỉ. Anh nên lo lắng cô em gái đáng yêu quyến rũ của anh bị người khác cướp mất đi. Cười chớt, ai mà thèm em chứ, tôi lẩm bẩm, em nói cái gì. Lâm mặc liền đẩy tôi ngã xuống giường, trừng mắt nhìn tôi. Khác với những ông anh trai nhà khác hay bắt nạt em gái, Lâm mặc từ cấp 2 đã bắt đầu học Tây Cô Nô. Lúc này bị em gái đè xuống, tôi liền nói, em làm gì vậy? Lâm mặc bỗng nhiên mếu máu, nằm xuống bên cạnh tôi, quay mặt đi, em, em có chút không nỡ anh đi. Tôi mỉm cười xoa đầu Lâm Mặc, hai người chỉ cách nhau 2 tuổi, từ nhỏ đã quấn quýt với nhau, không nỡ cũng là chuyện bình thường, thực ra tôi cũng không nỡ. Hơn nữa, không chỉ anh đi, chị Mộng Khê cũng đi nữa, lúc đó chỉ còn lại một mình em, Lâm Mặc nói, dựa vào lòng tôi, bĩu môi. Không sao đâu, tôi dịu dàng nói, như anh đã nói, anh đâu có đi tù. Vậy thì anh sẽ về vào Tết Trung thu, Quốc khánh, Tết Dương lịch, được không? Nhìn Lâm Mặc nằm trong lòng mình, tôi đưa tay véo má cô bé. Anh đừng sờ mặt em nữa em đã là thiếu nữ rồi lâm mặc phản đối tôi cười nói thiếu nữ gì chứ em đang nằm trong lòng anh mà sao không nói chuyện giữ kẽ lâm mặc lập tức ngồi thẳng dậy không sao cả dù sao chị mộng khê cũng sẽ không ghen với em đâu trời ạ à, sao chuyện gì em cũng lôi cái người phụ nữ đó vào vậy tôi bực bội nói lâm mặc cười lạnh nói đàn ông các anh có phải đều thích nói ngược với lòng mình không anh không thích chị mộng khê thì tại sao lại thi vào cùng trường đại học với chị ấy tôi tôi sửng sốt trừng mắt nhìn lâm mặc Em nói cái gì? 10 phút sau, tôi mặt mày cứng đờ, Lâm Mặc thì ngạc nhiên nhìn tôi nói, hai người thực sự không phải đã bàn bạc trước sao? Thế có trời đất, anh không hề, tôi nói, tôi không hiểu tại sao người phụ nữ đó lại thi vào trường đại học đó. Chị Mộng Khê có biết không? Tôi không chắc chắn hỏi. Lâm Mặc lắc đầu, em còn tưởng là bí mật nhỏ giữa hai người nên không nói ra. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, tôi thở phào nhẹ nhõm, dù sớm muộn gì cũng biết, nhưng biết muộn một chút thì sẽ đỡ ngại ngùng một chút. Kiếp trước tôi ở Mado Tô Mộng Khê ở Thiên Tân, một nam một bắc, ngoài dịp Tết thì không gặp mặt, cũng chính bốn năm đó đã khiến tình bạn giữa hai người giảm sút nghiêm trọng. Tôi mất một ngày để thuyết phục bản thân rằng mình không sợ Tô Mộng Khê, cũng không cần thiết phải cố tình tránh mặt cô ấy, cho dù học cùng trường đại học cũng không sao, dù sao trường đại học cũng lớn như vậy, việc gặp mặt thực sự rất khó. Chỉ là nhìn thời gian trên điện thoại, bây giờ là ngày 1 tháng 9, ngồi ở ghế sau xe của bố, tôi cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Tô Mộng Khê bên cạnh cũng có vẻ bồn chồn không yên tài xế lâm bá và tô bá ở ghế phụ trò chuyện rất vui vẻ không ngờ hai đứa nhỏ lại học cùng một trường đại học lâm bá cười nói tô bá cũng cười nói đúng vậy đúng vậy tết đến nếu tiện thì chúng ta cử một người đi đón là được phải đấy lâm bá nhìn con trai mình trong gương chiếu hậu cười nói ở đại học nhớ chăm sóc mộng khê đấy con bé là con gái mà tô bá cũng quay đầu nhìn con gái mình có việc gì khó xử thì nhớ tìm tiểu bạch bàn bạc biết rồi biết rồi tôi và tô mộng khê gật đầu lia lịa lúc này trong lòng hai người đều đang dậy sóng. nếu nói tôi đã biết từ trước thì tô mộng khê chỉ mới biết chuyện này tối qua. cô ấy nghĩ mãi cũng không ra tại sao lâm bạch lại đăng ký vào trường đại học đó. hơn nữa cậu ấy cũng không hề bàn bạc trước với ai, nghĩa là lâm bạch không hề biết trước tình huống giống như cô ấy. nhìn nghiêng mặt cậu thiếu niên đang dựa vào cửa sổ xe, trong lòng tô mộng khê này ra một suy nghĩ kỳ lạ, chẳng lẽ mình và tên này thực sự có tâm linh tương thông sao?